Hi, xin chào cả nhà, Meta đây. Hôm nay Meta chia sẻ với cả nhà một cái liệu pháp nữa, đó là liệu pháp hít thở sâu. Liệu pháp này Meta được học từ sư phụ của mình cách đây khoảng hơn 10 năm. Và sư phụ của Meta thì lại học từ sư phụ của sư phụ Meta nữa. Sư phụ của Meta theo đạo, cho nên trong cái phần cuối của cái liệu pháp này Meta trích dẫn từ một cái người phát triển cái liệu pháp này và thực hành cái liệu pháp này đạt được một đỉnh cao trong sự nghiệp, trong cuộc đời. Cho nên Meta trích dẫn nữa điều đó để cho các bạn có thể tìm thấy. Chứ thực sự ra nó không hề mới, và nó cũng không hẳn là từ cái tác giả này phát hiện ra, phát minh ra đâu. Vì tác giả này sinh năm 1950 mấy hơn một tí, và những cái liệu pháp hít thở sâu này nó có từ rất rất là lâu rồi, có từ nhiều thế kỷ trước rồi, nhiều thế kỷ trước rồi các bạn ạ. Đã. Thì trước hết là các bạn phải xin hiểu sơ một chút xíu vì sao chúng ta phải hít thở. Đã. Hít thở là một cái hoạt động là phản xạ vô ý thức, phản xạ không điều kiện của não bộ. Khi cơ thể của bạn, khi máu của bạn nó nhiều khí CO2 thì não của bạn kích hoạt cái việc hít vào để mang oxy vào trong cơ thể, và giúp cho bạn thở ra để thải CO2 ra ngoài. Đó là hoạt động cơ bản của não bộ và điều chỉnh lại cái sự cân bằng bên trong, Trong cái trường hợp mà bạn hít thở sâu, trong cái giai đoạn hít thở sâu đó thì có nghĩa là bạn mang oxy vào bên trong cơ thể của bạn nhiều hơn và máu của bạn sẽ thải ra CO2 nhiều hơn. Thì khi mà thải CO2 nhiều hơn thì cơ thể của bạn đang ở trạng thái là ít CO2 và bạn có khả năng nín thở được lâu hơn những người mà có lượng CO2 bên trong nhiều hơn, ha. Đó. Khi mà bạn hít vào thì oxy được đi vào và nó làm cho cái pH máu của bạn được tăng lên, có nghĩa là từ trạng thái axit chuyển sang trung tính và chuyển sang kiềm. Khi mà pH được chuyển sang kiềm thì hồng cầu của các bạn sẽ được giữ oxy và có tạo cơ hội cho hồng cầu mang oxy đến cho các tế bào và các mô bên trong cơ thể. Đồng thời, cái việc hít thở sâu này làm tăng cái sự chuyển hóa năng lượng, đó, làm thay đổi những cái phản ứng sinh lý sinh hóa bên trong tế bào và các mô, các tế bào của bạn nhận đủ oxy. Lúc này cơ thể của bạn không bị rơi vào tình trạng là thiếu hụt oxy. Cái việc hít thở như mình mô tả như thế thì nó làm cho cơ thể của bạn không bao giờ bị rơi vào tình trạng thiếu máu, không bị cảm giác lạnh ở bàn tay và bàn chân, Một dấu hiệu nhỏ nhỏ trong cái việc thiếu máu để cho bạn biết nó là cũng hơi lạnh ở bàn tay và bàn chân đấy, thì hãy thực hiện cái liệu pháp này và nó sẽ giảm thiểu cái điều đó, cái việc hít thở sâu này nó tác động lên những cái hệ thống nào, những cái cơ quan nào quan trọng nhất bên trong cơ thể của bạn? Đó chính là ba bộ phận quan trọng, cực kỳ quan trọng. Bộ phận thứ nhất đó chính là tim, khi bạn hít thở sâu, tác động đầu tiên lên tim của các bạn. Tim của các bạn sẽ khỏe hơn, kiểm soát được huyết áp và kiểm soát được đường huyết bên trong nữa. Thứ hai là tác động lên hệ thần kinh, của các bạn. Thì như mình đã mô tả ngay từ đầu, cái hệ thần kinh của các bạn đầu tiên là nó sẽ điều khiển cái việc hít thở của cơ thể. Thì cái việc hít thở sâu này nó làm cho thay đổi những cái hợp chất hóa học bên trong cơ thể của các bạn, làm thay đổi đến chức năng của một số hệ của neuron thần kinh và làm cho cái não của bạn được linh hoạt và giải tỏa được những căng thẳng mệt mỏi và cũng như là vượt qua những căn bệnh trầm cảm và buồn chán và những bị rối loạn vấn đề tâm lý. Và vấn đề thứ ba rất quan trọng, đó là làm thay đổi cái hệ miễn dịch của bạn, hệ miễn dịch của bạn tăng lên, bạn sẽ giảm thiểu những vấn đề bị đau ốm lặt vặt. Và bạn đang trong quá trình điều trị và kết thúc quá trình điều trị nhưng hệ miễn dịch rất là yếu ớt, thì bằng cách này nó cải thiện cái hệ miễn dịch của bạn và bạn sẽ sớm được khỏe lại thôi, rất là nhanh, không lâu đâu.
Thì cái đối với những cái người bệnh, những mọi người, người bệnh và mọi người thực hiện cái liệu pháp này sau một thời gian thì thu nhận được những kết quả như thế nào? Thì sau một thời gian ít nhất là 10 tuần, mỗi ngày thực hiện ít nhất một lần và mỗi lần thực hiện ít nhất 3 chu kỳ. Thì sau 10 tuần thì những người bị bệnh trầm cảm thì cái dấu hiệu triệu chứng chuyển biến cực kỳ rõ rệt, khác biệt so với trước 10 tuần đó, mặc dù họ không sử dụng một loại thuốc trầm cảm nào ha. Thứ hai, những người mà bị thiếu máu thì đã được cải thiện rõ rệt. Những người bị những chứng lạnh, sợ lạnh được cải thiện rõ rệt, vì do chức năng ban đầu mà. Rồi chức năng thần kinh của bạn linh hoạt hơn, bạn tập trung hơn, làm việc hiệu quả hơn và giảm được căng thẳng. Đặc biệt là bạn ngủ ngon hơn và đương nhiên là khả năng phục hồi của bạn sau khi ốm, sau khi điều trị bệnh hoặc trong quá trình bị tai nạn hoặc là bị phẫu thuật hay là vân vân, những cái rủi ro không may trong vấn đề sức khỏe cơ thể của các bạn thì cải thiện một cách rất đáng kể. Như vậy thì cái phương pháp đó nên thực hiện như thế nào? Mình khuyến khích các bạn thực hiện ít nhất 2 lần một ngày. Ít nhất 2 lần một ngày là một lần vào buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ. Đối với cá nhân của bản thân mình thì mình thực hiện nhiều hơn 3 lần một ngày, là một lần buổi sáng, một lần buổi tối trước khi đi ngủ và bất kỳ những lần nào trong một khoảng thời gian làm việc từ sáng đến chiều, như là trưa hoặc là giữa trưa, giữa chiều, bất kỳ lúc nào mình thấy rảnh thì mình sẽ chọn một cái vị trí nào đó để có không khí trong lành một chút xíu để mình hít thở, hoặc bất kỳ một nơi nào đó có thể hít thở thì mình sẽ hít thở ở cái vị trí đó. Thì không nhất thiết phải những cái lần gián đoạn như thế, thì các bạn thực hiện 3 đến 5 chu kỳ, bạn có thể thực hiện một chu kỳ cũng được nếu thời gian của bạn có hạn, nhưng mà nên thực hiện một thời gian thì bạn sẽ thu nhận được kết quả tốt nhất. Đối với độ tuổi nào thì nên thực hiện cái phương pháp này? Trẻ con, người lớn, người già đều có thể thực hiện được. Đối với đối tượng bệnh nhân nào thì thực hiện phương pháp này? Tất cả đối tượng là bệnh nhân, và tất cả những người khỏe mạnh đều nên thực hiện phương pháp này các bạn ạ. Thì cái phương pháp này thực sự ra là nó không nguy hại cho sức khỏe của các bạn. Để các bạn điều chỉnh nó phù hợp hơn, và với từng thể trạng của các bạn, và bạn nâng cái level của bạn lên, nâng cái cấp độ của bạn lên mỗi ngày theo cái lộ trình mà sức khỏe của bạn được cải thiện, chứ không phải là nó có nhiều cái tác hại gì đâu, cho nên là không có giới hạn đối với đối tượng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì trong suốt nhiều năm qua thì cái phương pháp này nó cũng có những cái điểm không có tốt, có nghĩa là có một số người bị chết vì sử dụng cái phương pháp này sai cách. Đó, sử dụng phương pháp này sai cách có nghĩa là sư phụ của mình dạy rằng là hãy thở và hãy lắng nghe cơ thể của các bạn, chứ không phải để chứng tỏ bản thân. Nếu mà bạn tập thở mà bạn làm việc để chứng tỏ bản thân, làm việc này vì chứng tỏ bản thân, thì những cái rủi ro mang lại là có thật, Như vậy làm thế nào để bạn chỉ việc thở và lắng nghe cơ thể của các bạn thôi? Thì phương pháp này bước đầu tiên là bước để cho cơ thể của bạn thả lỏng. Bạn có thể ngồi, bạn có thể nằm và bạn có thể đứng. Tốt nhất là ngồi và nằm và có thể đứng. Sau khi bạn ngồi một cách thoải mái nhất hoặc nằm một cách thoải mái nhất, mà giờ mình đang ngồi thì mình nói ngồi đi ha. Khi mình ngồi một cách thoải mái nhất, như là vai lưng giữ thẳng, không bị gò bó bất kỳ vùng ngực hay vùng lưng nào hết. Bạn đặt tay trên bàn tay như thế nào cũng được, miễn là bạn cảm thấy thoải mái nhất. Hai chân đang ngồi thì hai chân nên chạm đất đó, trong một trạng thái cực kỳ thoải mái, vai lưng cổ được giữ thẳng. Bước thứ hai thì bạn sẽ làm cho cái đường thở của bạn được thông, có nghĩa là không có bị gián đoạn bất kỳ nơi nào. Ở bước thứ hai này, bạn chỉ cần hít vào sau phần bụng lên, bằng mũi hoặc bằng miệng, ok hết, và thở ra bằng miệng, thở ra hết hơi ra,
thả thở hết, có cái gì thở hết, đừng có suy nghĩ bận tâm gì cả, thở hết ra và lặp lại khoảng 30 lần, khoảng 30 lần. Chỉ như vậy thôi, lặp lại khoảng 30 lần. À, lát nữa chúng ta cùng thực hành nhé. Rồi, bước thứ ba là sau khi bạn kết thúc 30 lần để làm cho cái đường hơi thở của bạn được thông thì lúc này bạn hãy nín thở. Bạn hãy nín thở lâu nhất có thể. Như mình đã phân tích trước đó, nếu cơ thể của bạn có nhiều CO2 thì bạn không có khả năng nín lâu, và đừng cố. Nếu bạn cố gắng quá sức thì nó sẽ tác dụng phụ xảy ra. Cho nên khi mà bạn nín cho đến khi nào mà bạn muốn hít thở thì hãy hít thở lâu nhất có thể. Có thể là 10 giây, 15 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút hoặc 3 phút, tùy cái khả năng của bạn. Không có được là cố gắng bắt chước theo người khác mà sẽ có những cái tác dụng phụ xảy ra nhé. Sau khi bạn nín thở một khoảng thời gian được phép thì lúc này bạn bắt đầu hít vào một hơi thật là sâu và nín thêm 15 giây nữa. Nhớ lúc này là bạn chỉ hít vào và nín thêm 15 giây nữa. Sau 15 giây nín thở đó thì bạn sẽ bắt đầu thở ra. Và kết thúc một chu trình hít thở sâu. Và bạn lặp lại cái chu trình này tiếp tục thêm 2 đến 3 lần nữa. Có nghĩa là bắt đầu hít vào 30 lần, hít vào thở ra 30 lần, nín thở lâu nhất có thể. Sau đó hít vào, nín thêm 15 giây, thở ra. Đó, thêm 2-3 lần nữa. Và kết thúc bài tập. Khi kết thúc bài tập thì bạn có thể bắt đầu thiền. Là sư phụ mình dạy là sau đó sẽ bắt đầu thiền, hoặc sau đó bạn có thể ngủ, hoặc sau đó bạn có thể làm việc. Nhưng nếu bạn kết thúc với việc thiền thì nó cực kỳ hiệu quả cho cái việc thiền phía sau đó ha. Nào, chúng ta cùng thực hành một vòng và chúng ta sẽ nín thở 30 giây thôi nhé. Mita đọc, Mita cùng thực hành và Mita đọc cho cả nhà bắt chước theo ha. Nào, bắt đầu chúng ta ngồi, Mita ngồi. Ngồi thoải mái trên một chiếc ghế hay là bạn nằm thích thì nằm. Hiện nay mình đang ngồi đi cho nó dễ. Là ngồi thoải mái, nó dễ, lưng vai là rất là thoải mái. Đặt bàn tay lên đùi cảm thấy rất là thoải mái. Chân đặt dưới sàn rất là thoải mái. Cảm thấy thoải mái thật sự rồi. Nhắm mắt lại. Chúng ta bắt đầu hít thở 30 lần. Hai lần nữa. Nín.
hi nín thở. Kết thúc một vòng. Vòng thứ hai các bạn tiếp tục hít vào, thở ra 30 lần và thêm vòng thứ hai. Và sau đó các bạn cảm thấy thế nào nhỉ? Và sau đó các bạn có thể đi ngủ, hoặc các bạn có thể làm việc, hoặc các bạn có thể thiền. Thì trong quá trình luyện tập, trong cái giai đoạn làm cho cái dòng không khí được lưu thông và nín thở, thì đầu của các bạn có thể hơi tê tê một chút xíu, bàn tay và bàn chân của bạn có thể hơi tê tê một chút xíu, đó là dấu hiệu bình thường, đó là dấu hiệu bình thường. Nhưng mình đã phân tích trước đó không có vấn đề gì hết ha. Và các bạn cố gắng thực hiện cái việc này. Hồi nãy Mita nín tới 90 giây lận, bởi vì là Mita quên mất là ban đầu nói với các bạn là nín 30 giây thôi, nhưng mà lúc 90 giây Mita mới sực nhớ ra là quên nhắc các bạn là nín 30 giây, nhưng mà 90 giây thì mình vẫn còn có khả năng nín thở hơn được nữa. Thì đối với một số bạn có khả năng nín thở tốt thì các bạn hãy nín 90 giây, 120 giây hoặc lâu hơn nữa. Vì cá nhân của mình thực hiện cái này khá là lâu, cho nên cái việc này nó diễn ra với mình rất là đơn giản. Nhưng đối với bạn lần đầu thực hiện nó không dễ như thế, cho nên bạn hãy cố gắng lên nhé, hãy cố gắng. Nhớ mình nhắc lại là đầu tiên hít thở 30 lần để cho cái dòng không khí được lưu thông thuận lợi. Sau đó các bạn nín thở lâu nhất có thể mà bạn có thể, nín thở lâu nhất có thể. Sau đó, sau khi bạn cảm thấy muốn hít thở rồi thì hít vào một hơi thật thật sâu, phình bụng lên và nín thêm 15 giây nữa. Sau khi nín thêm 15 giây nữa thì bạn thở ra thật mạnh và kết thúc một chu trình. Nhớ là như vậy nhé. Và mình chúc các bạn thành công. Chúc các bạn thành công trong những lần tập đầu tiên. Và chúc các bạn thành công với luyện pháp này sẽ mang lại cho bạn một sức khỏe tốt hơn, nên sức khỏe tốt hơn, hệ miễn dịch tốt hơn, và bạn sớm vượt qua những căn bệnh lặt vặt. Vậy đi ha. Rồi vậy đi. Rồi mình chúc các bạn thành công nhé. Bye bye.